chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì mấy hôm nay xe bên Tuyền về thêm rất là nhiều để phục vụ cho các anh chị luôn. Về thêm Xpander, nè, Innova, rồi CR-V, về thêm cả CS8 nữa các anh chị. Một dòng xe phải nói là siêu hiếm ha. Và một số lượng xe bên Tuyền bán đi cũng rất là nhiều luôn. Nên là hôm nay bên Tuyền sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ nè, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn ha. Hôm nay bên Tuyền kho xe bên Tuyền bán vơi đi rất là nhiều, trống rất là nhiều chỗ luôn. Cho nên nếu như mà các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới nè thì bán lại cho bên Tuyền đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe hay như thế nào đó thì liên hệ Tuyền ha, thì sẽ hỗ trợ các anh chị nha. Rồi bây giờ không làm mất thời gian của các anh chị nữa, mình sẽ đi vào chiếc đầu tiên luôn ha. Mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe 7 chỗ của Mitsubishi, phải nói là siêu hot ở bên Tuyền luôn, khách tìm rất là nhiều cái dòng này nha. Thì đây là Xpander số tự động đời 2019 nè. Chiếc này thì mới đi có 32.000 km thôi, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha. Thì chiếc xe này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 539 triệu các anh chị ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu nâu các anh chị, mang biển số 71 ha, Bến Tre. Có dán phim nè, viền che mưa, chén cửa. Xe này bên Tuyền mới vừa về tới luôn á các anh chị, chưa vệ sinh gì hết nè. Ghế thì ghế da, anh chủ lên cho mình mẫu ghế da ha, sàn 5D, trần 5D, có nẹp bước chân ra vào, có màn hình nè, đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị ha. Đấy, năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe luôn. Một chiếc xe 7 chỗ giá là thành 500 cho tới 550 triệu thôi thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Rồi mình đi tiếp các anh chị ha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi tiếp theo một chiếc xe 7 chỗ quốc dân nè. Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn đời 2018 nha. Chiếc này mới đi khoảng 66.000 km thôi. Thì hiện tại bên Tuyền đang bán xe này với giá là 569 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Vì đây là video tổng hợp nên Tuyền sẽ không có đi vào chi tiết xe nhiều, Tuyền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị cần quan tâm thêm về chi tiết về chiếc xe nào đó ở đây thì liên hệ Tuyền nha. Tuyền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe để các anh chị nhà mình xem cho dễ nha. Nếu được thì chuyển khoản đặt cọc, bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Rồi ghế da tông màu nâu nè, trần đã được bọc trần rồi nha, sàn thì sàn simili. Tuy nhiên thì xe này chưa có màn hình ha, các anh chị nào mình ưng thì mình về mình trang bị thêm màn hình. Còn những cái trang bị cơ bản như là dán phim, viền che mưa, chén cửa, rồi nẹp bước chân ra vào thì đã đầy đủ hết rồi. Xe này Tuyền thấy mình mua về mình sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì nữa hết đó các anh chị, đầy đủ rồi nha. Mình đi tiếp các anh chị ha. Bên đây một chiếc xe siêu lướt các anh chị, siêu lướt như một chiếc xe trong hãng mới vừa ra luôn. Honda CR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất nha, đời 2021 nè, đăng ký năm 2022, đi mới có 3.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 1.026 triệu, các anh chị nhìn sơ nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen, mang biển số 61 ha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Xe này có dán phim rồi nè, có chén cửa ha, cam cặp lê, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 9 năm 2024, còn rất là dài luôn. Ghế da nguyên zin, sàn 5D, trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh nè, có màn hình ha, rồi sạc không dây. Rồi anh chủ lên cho mình một cái camera hành trình của Vietmap nữa các anh chị, rất là nhiều option luôn. Đấy, vì đây là video về xe cũ và cũng là một cái video tổng hợp hết tất cả những cái kho xe của Tuyền, cho nên là Tuyền sẽ không có giới thiệu nhiều về những tính năng theo xe ha. Nếu mà các anh chị cần quan tâm thêm là không biết chiếc xe này nó có những cái tính năng gì mà vượt trội á thì mình tìm hiểu thêm thông số kỹ thuật ở phần xe mới giúp Tuyền nha. Rồi bên đây một chiếc xe siêu cưng nè, Tuyền là Tuyền rất là thích chiếc xe này luôn á. Nhỏ gọn ha, giá mềm mềm nữa nè. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai i10 phiên bản 1.2 số tự động đời 2020, mới đi khoảng 12.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 398 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, mang biển số 60 là Đồng Nai các anh chị ha. Có dán phim, có viền che mưa rồi nè, ghế da pha nỉ nguyên zin. Sàn thì sàn simili, trần thì trần nguyên bản ha, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng rồi nè. Những cái tem mát từ nhà máy, những cái ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ hết các anh chị. Năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất luôn nha. Rồi bây giờ còn hai chiếc xe lẻ đậu bên này nè.
mình qua mình xem luôn nha các anh chị nha. Mình đi chiếc nhỏ này trước nha. Chiếc này là Mazda, để tìm xem Mazda 6 nha. Mazda 6 bản 2.0, số tự động đời 2016 nè. Đi cũng khoảng 70 ngàn á, 70, 7 mấy ngàn. Thì chiếc này bên Tiền đang bán với giá là 588 triệu. Đấy. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 4 năm 2023 nha. Có dán phim cho mình rồi nè, ghế da nguyên zin, sàn 5D, có nẹp bước chân ra vào, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng nha. Đó, Mazda 6 thì hiện tại Tiền còn thêm một xe nữa, cũng đời 2016 màu bạc nữa. Giá của chiếc đó thì đi ít hơn, chiếc đó đi khoảng 50 ngàn thôi, giá là 596 triệu ha. Các anh chị có quan tâm thì liên hệ Tiền nha. Rồi, chiếc này. Một chiếc xe bán tải giá mềm mềm các anh chị. Isuzu D-Max nè, phiên bản số sàn một cầu đời 2017 các anh chị. 2017 nhưng mà đăng ký là năm 2018 nha. Chiếc này đi bao nhiêu ta? Tiền không nhớ ô đô nữa. Thì chiếc này bên Tiền đang bán với giá là 497 triệu các anh chị ha. Có dán phim, viền che mưa nè, ghế da sàn simili, có bệ bước nè. Anh chủ có lên cho mình một cái nắp thùng cao rồi các anh chị. Đấy, xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng nha. Các anh chị nào mà bữa giờ đang còn tìm mua cho mình một chiếc xe bán tải giá lanh thanh 500 triệu thì phải lấy ngay chiếc này nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới này ha. Dưới này, hôm bữa bên Tiền có về mấy chiếc Ranger các anh chị mà bán hết rồi. Bán hết rồi. Ranger mà giá mềm mềm như XLS nè, mấy chiếc này là Tiền nhận cọc hết rồi nè các anh chị. Rồi đi xuống đây các anh chị nha. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, phải nói là cực kỳ nhiều option của Hyundai luôn. Thì bên cạnh Tiền này là Hyundai Tucson, phiên bản 2.0 đặc biệt đời 2018 nè. Đi cũng lanh hoanh 40 ngàn rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 768 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị ha. Màu này Tiền thấy rất là dễ sử dụng nè. Mang biển số Sài Gòn luôn. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên ha. Hoặc là các anh chị có thể ủy quyền đi luôn vẫn được nè. Ghế da nguyên zin, trần nguyên bản, của cửa sổ trời, sàn thì sàn 5D ha, có màn hình. Đấy. Ghế lái thì chỉnh điện ha. Bản này thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ nhiều option luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới này các anh chị nha. Dưới đây, Toyota Hilux, một chiếc bán tải rất là hot, bên Tiền về cái là nhận cọc liền luôn á các anh chị. Rồi chiếc này nha, Honda City bản top đời 2017 nè. Chiếc này thì đi 32.000 km thôi, bên Tiền đang bán xe này với giá là 478 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Tất cả giá ở đây Tiền báo thì đều có bớt các anh chị tí xíu lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Xe thì có dán phim, có viền che mưa, ghế da nguyên zin, sàn simili, trần nguyên bản, có màn hình ha, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu luôn các anh chị nha. Rồi, ok nha. City hả? City thì hiện tại Tiền chỉ còn một xe này thôi. Cùng phân khúc thì Tiền còn thêm Vios, còn thêm Accent nữa, rất là nhiều xe. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video của Tiền ngày hôm nay nha. Mình đi tiếp xuống dưới này các anh chị ha. Dưới này Mirai. Mirai này Tiền nhận cọc rồi, mới về chắc khoảng ngày nhận cọc luôn rồi các anh chị. Rồi chiếc này ha. Chiếc này là Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2016 nha. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao lành tính của Ford các anh chị ha, giá lại rẻ nữa. Chiếc này thì đi 71.000 km rồi, full được sửa hãng, một chủ sử dụng từ đầu tới nay luôn. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 438 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Bên Tiền là phải nói là đợt trước là trùm eco luôn các anh chị, có nhiều xe lắm và bán đi hết rồi. Hiện tại thì eco thì còn 2 xe, một chiếc 2016 và một chiếc 2014 màu cam nữa nha. Một tí xíu nữa thì sẽ đi sơ chiếc màu cam cho các anh chị nhà mình xem luôn. Có dán phim nè, bệ bước nha, ghế da nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị ha. Còn anh chủ có lên cho mình một cái camera hành trình nữa các anh chị. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua dãy bên này các anh chị ha. Dãy bên này mình đi hết rồi nè. Hơi khó đi, xe đậu khích khích không à. Nên mình lên đây mình đi qua nhé. Rồi. Mấy hôm nay thời tiết khá oi bức các anh chị, nắng mưa thất thường lắm.
Nên là một việc sử dụng cho mình một chiếc xe ô tô thời điểm này cũng rất là cần thiết các anh chị ha, bảo vệ sức khỏe của mình nè. Rồi chiếc này Hyundai Accent nha, phiên bản 1.4 số tự động bản tiêu chuẩn đời 2019 nha. Chiếc này thì đi mới có 21.000 km thôi, bên Tiền đang bán xe này với giá là 459 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị ha, mang biển số tỉnh là 69 là Cà Mau nè. Màu này thì rất là dễ xài luôn, đi gia đình đều được, kinh doanh đều được các anh chị ha. Rồi, anh chủ lên cho mình bộ ghế da rồi nè, sàn 5D, trần đã được bọc trần rồi. Ờ, có màn hình rồi các anh chị ha. Xe này 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe như một chiếc xe mới các anh chị. Xe mà mua về mới đi có 21.000 là phải nói đi cực kỳ ít nha. Rồi, mình đi tiếp luôn nha, chiếc này. Pajero Sport, máy xăng, máy của nó là 3 chấm các anh chị, số tự động đời 2016 nè. Chiếc này thì đi khoảng 82.000 km rồi, bên Tiền đang bán xe này với giá là 598 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Ở trên kênh của Tiền thì có rất là nhiều video các anh chị, ví dụ như là video chi tiết xe, từng xe mới về nè, cũng như là có những cái video tổng hợp những cái xe 5 chỗ, tổng hợp những cái xe 7 chỗ đang có mặt sẵn tại bên Tiền nè. Các anh chị nhớ lướt bên xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn ha. Ví dụ như các anh chị đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ thì các anh chị sẽ bấm vào cái video tổng hợp những chiếc xe 7 chỗ bên Tiền, mình dễ lựa hơn ha. Xe này thì anh chủ lên màn hình rồi lên camera hành trình, lên 4 cái vỏ mới luôn, 4 cái vỏ mới, đách vỏ là 2021 các anh chị. Độ gây gió còn cực kỳ sâu luôn, xe này mua về là mình sử dụng ngay thôi, không cần phải trang bị thêm gì nữa hết đó các anh chị. Rồi mình đi tiếp xuống dưới này nha. Dưới đây một chiếc xe 7 chỗ giá mềm nè, Kia Sorento, phiên bản máy xăng số sàn đời 2012 các anh chị, mới đi 118.000 km thì phải á. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 412 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị ha. Có dán phim, bệ bước, viền che mưa, ghế da nguyên zin nè. Sàn thì sàn nguyên bản, có tách vi sàn ở trên, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời hai khung, có màn hình, có camera hành trình nè. Đấy. Một chiếc xe 7 chỗ giá lên hoành 400 triệu nhưng lại cực kỳ nhiều option thì phải lấy ngay chiếc này nhé. Rồi bên đây, chiếc này thêm một chiếc Eco nữa bên Tiền các anh chị. Nóng Eco Sport phiên bản Titanium đời 2014 nha. Chiếc này thì bên Tiền đang bán với giá là 396 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu cam các anh chị, có dán phim bệ bước nè. Để Tiền xem odo xe này bao nhiêu ha. Xe này đi 82.000 nha các anh chị nha. Nhiều xe quá nên là nhiều khi Tiền không nhớ, các anh chị nhà mình thông cảm giúp Tiền nha. Ghế da, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời. Bản Titanium là bản cao cấp nhất các anh chị ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua giải bên này nha. Mình đi từ dưới đây mình đi lên nè. Rồi, mình bắt đầu từ dưới mình đi lên nha. Dưới đây Mazda 3 các anh chị. Mazda 3 bên Tiền cũng còn vài xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn đó, đủ màu luôn, trắng, đen, vàng ghi ha. Rồi chiếc này Mazda 3 phiên bản 1.5 sedan, số tự động đời 2018 nè, đi lanh hoành 40.000 á. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 578 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu màu vàng ghi các anh chị, có dán phim chán cửa ha. Ghế da nè, sàn thì sàn 5D, trần thì trần đã được bọc trần rồi. Có cửa sổ trời, có màn hình nha, có nẹp bước chân ra vào. Mazda 3 thì phải nói là cực kỳ nhiều option các anh chị, cực kỳ nhiều option ha. Rồi mình đi tiếp nha. Nếu như mà nãy giờ các anh chị có thích một trong những chiếc xe nào đó ở đây thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Rồi chiếc này Kia Morning, phiên bản số tự động đời 2020, mới đi 12.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 339 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Đấy, những cái xe này là Tiền đã có quay một cái video chi tiết xe riêng hết rồi á. Các anh chị nào có quan tâm thì liên hệ Tiền ha. Xe này thì hiện tại lóc cửa rồi các anh chị, Tiền không có đem chìa khóa ra cho nên là nếu mà các anh chị nào quan tâm xe này thì nhắn tin qua Zalo cho Tiền đi, Tiền sẽ gửi video chi tiết cũng như là hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Nhớ là nhắn tin qua Zalo nha, đừng có kết bạn không, nhiều khi là Tiền không có vào kiểm tra nên là không có thấy được tin nhắn của các anh chị á.
Rồi chiếc này Mazda 6 thì đã nhận cọc rồi ha, 2015 nhận cọc rồi. Chiếc này các anh chị, một chiếc xe 7 chỗ siêu hiếm, siêu hiếm, siêu hiếm. À, lâu lắm rồi mới về được chiếc này đó các anh chị. Không có xe luôn á, thị trường không có xe. Chiếc này là Mazda Startup bản 2.5 Premium đời 2019. 2019 nhưng mà mới đi có 29.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.066.000.000. Các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xanh dương, mang biển số Sài Gòn ha. Mang biển số Sài Gòn, nước sơn quanh xe cũng rất là liền lạc, rất là đẹp luôn. Coi dán phim cho mình rồi nè. Những cái màu sơn của Mazda thì Tiền phải nói hả, màu nào cũng đẹp hết các anh chị. Đỏ, xanh, trắng, Tiền thấy màu nào cũng đẹp hết trơn á. Xe này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 10 năm 2023 ha. Xe 8 thì khỏi phải bàn về option rồi. Option miên man, kể hoài không hết các anh chị ha. Đấy, Tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng về chiếc xe này rồi nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay sở hữu nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp qua giải bên đây các anh chị ha. Chiếc này thì Innova 2018 Tiền tạm nhận cọc rồi. Chiếc bên này, chiếc này là Hyundai Creta các anh chị ha. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Hyundai. Chiếc này là bản 1.6 số tự động đời 2015 nè. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ ha. Đi 90.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 528.000.000. Các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị. Nước sơn là màu đỏ ha. Nước sơn quanh xe Tiền thấy khá liền lạc đồng màu đó. Có dán phim, ghế da nguyên zin. Sàn 5D, trần thì trần 5D luôn các anh chị, có màn hình nha. Đó. Những chiếc xe nhập khẩu thì mình nhìn ở dàn vỏ bên ngoài thì cực kỳ cứng cáp các anh chị ha. Chạy cực kỳ đậm chắc, cực kỳ êm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới này nha. Hầu như giải bên này là đa số những chiếc xe mà Tiền nhận cọc nhiều nè. Rồi để Tiền xem còn sót lại xe nào không. Santa Fe máy dầu 2011 mới vừa về hôm qua nhận cọc rồi nè các anh chị. Terra, xe này thì Tiền đang làm ngân hàng cho khách ha. Chiếc này cũng máy dầu luôn. Rồi dưới đây, Ru các anh chị, Ru số sàn. Mới vừa về chắc khoảng nửa ngày nhận cọc luôn. Giá mềm, mấy chiếc xe giá mềm mà tầm khoảng 300-350 triệu, bán cực kỳ nhanh luôn ha. Rồi dưới kia là chiếc Mazda 3. Mazda 3 hatchback thì cũng nhận cọc rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp lên phía trên để mình xem có còn những cái xe nào nữa. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video của Tiền ngày hôm nay nha. Hơi chật. Rồi mình đi tiếp các anh chị ha. Trên đây hơi trống ha. Mấy chiếc xe này Tiền đã bán hết rồi nên là kho hôm nay bên Tiền trống lắm luôn á. Rồi chiếc này các anh chị, một chiếc xe nhỏ gọn nè. Cực kỳ xinh xắn ha. Honda Brio phiên bản RS số tự động đời 2020 nè. Mới đi có khoảng 13.000 km thôi. Tiền nhớ hình như 13.000 á. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 419.000.000. Các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu vàng các anh chị. Nước sơn quanh xe thì còn rất là liền lạc ha. Xe này hình như một chiếc xe mới nha. Mang biển số tỉnh 63 là Tiền Giang các anh chị. Có dán phim cho mình nè. Ghế nỉ nguyên zin, chất nỉ thì còn rất là căng, rất là mới ha, sạch sẽ các anh chị. Sàn thì sàn 5D, trần thì trần 5D các anh chị, có màn hình nha, đầy đủ cho mình sử dụng luôn. Đấy, năm vỏ còn là năm vỏ xuyên theo xe các anh chị ha. Lớp dự phòng hình như Tiền nhớ là chưa chạm đất luôn á. Rồi mình đi tiếp nha. Chiếc này là Mazda 3 phiên bản sedan 1.5 số tự động đời 2018 nè. Chiếc này đi đâu đó tầm khoảng 70 mấy ngàn á. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 568.000.000. Các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị, mang biển số 60 là Đồng Nai, nhưng mà gốc là gốc Sài Gòn nha. Cho nên nếu như mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình vẫn không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên ha. Ở đây thì có dán phim cho mình nè. Ghế da, sàn là sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình các anh chị ha. Đấy, Mazda thì hiện tại bên Tiền còn tới khoảng 3-4 xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn. Nên nếu mà các anh chị nào mà là tín đồ của Mazda thì không thể bỏ qua video ngày hôm nay của Tiền ha. Ghé qua bên Tiền xem xe đi, ưng xe nào lấy xe đó, có nhiều sự lựa chọn cho các anh chị luôn ha. Rồi chiếc này Toyota Camry phiên bản 2.5Q đời 2016 nè. Một chủ sử dụng từ đầu đến nay luôn. Đi 80.000 km rồi và full lịch sử hãng nha. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 799.000.000. Các anh chị nhìn sơ nha.
Xe được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi các anh chị, mang biển số 62 là Long An ha. Bên tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi, ghế thì ghế da nè, ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện ha. Sàn thì sàn nguyên bản, có tắp đi sàn ở trên trần thì trần nguyên bản. Camry thì phải nói là cực kỳ nhiều option rồi các anh chị ha, khỏi phải bàn về cái dòng này rồi. Rồi, mình đi tiếp các anh chị nha. Trên này thêm một chiếc Mazda 3 nữa các anh chị, màu đen nha. Các anh chị nào mà thích màu đen thì phải lấy ngay chiếc này. Chiếc này cũng phiên bản sedan luôn, đời 2018 nè, đi lanh thanh 50.000. Bên tiền đang bán xe này với giá là 578 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen, mang biển số tỉnh 71 là Bến Tre các anh chị ha. Để tiền mở cửa cho các anh chị nhà mình xem phần nội thất nhé. Ghế da nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời nha. Có màn hình, có nẹp bước chân ra vào luôn các anh chị. Đấy, ok nha. Rồi, mình sẽ đi tiếp qua giải bên này các anh chị ha. Nếu như mà các anh chị nào mình ưng một chiếc xe nào đó bên tiền rồi nè, mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được, thì có thể là liên hệ tiền, nhắn tin cho tiền qua Zalo đi. Thì sẽ gửi một cái video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem nè. Nếu được thì chuyển khoản đặt cọc trước cho bên tiền tập khoảng 20 triệu thôi, tiền sẽ vận chuyển cái xe đó về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe ha. Nếu mà đúng với những gì bên tiền cam kết, đúng với những gì bên tiền làm video, thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Còn trường hợp xe về tận nơi đi tới hạn có đâm đụng, có ngập nước, động cơ hộp số không còn nguyên zin nữa nè, thì bên tiền sẽ cho xe về và hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100%, chịu luôn những chi phí tới hạn đó cho các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất mát gì hết ha. Cứ liên hệ tiền thì mình sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi tiếp theo ha, một chiếc xe bán tải của Mitsubishi các anh chị, Triton nha, số tự động đời 2019 nè. Chiếc này thì đi 59.000 km rồi, bên tiền đang bán xe này với giá là 609 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xám các anh chị ha, màu xám. Anh chủ có lên cho mình một cái nắp thùng cao rồi nè các anh chị, đợi tiền xíu nha, đợi tiền xíu, tiền mở cửa cho các anh chị nhà mình xem phần nội thất nè. Ghế da nguyên zin, tông màu đen, viền chỉ màu đỏ, chất da còn rất căng, rất mới các anh chị. Sàn thì sàn 5D, trần nguyên bản, có màn hình rồi các anh chị ha. Triton thì còn 2 xe, còn thêm một xe biển tỉnh nữa các anh chị. Xíu thì sẽ đi sơ chiếc đó cho các anh chị nhà mình xem ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Rồi mình đi tiếp, bên đây là một dãy những chiếc xe bán tải nè các anh chị. Rồi dưới này nha, một chiếc xe bán tải của Ford, Ranger Wildtrak phiên bản 2.0, một cầu đời 2019 nha, đi mới có 39.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 822 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu cam các anh chị, màu cam ha, mang biển số, để tiền xem, biển số Sài Gòn luôn nè. Anh chủ có lên cho mình 4 cái vỏ của BF Goodrich ha. Có dán phim, viền che mưa, chén cửa, bệ bước, những cái trang bị cơ bản đã có rồi nè. Quay trắc thì khỏi phải bàn rồi, không thiếu thứ gì các anh chị ha. Có màn hình rồi nè, có camera hành trình. Đó, ghế da sàn 5D trần nguyên bản ha. Xe này thì mở cánh cửa ra mà còn nghe mùi mới các anh chị, đi 30 mấy ngàn rồi, nhưng mà cái nghe vẫn còn mùi mới các anh chị ha. Rồi chiếc này Triton số tự động đời 2019 nha. Chiếc này thì đi được đâu đó tầm khoảng 69.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 609 luôn. Các anh chị nhìn sơ nha, bằng giá với chiếc kia các anh chị. Xe này thì biển 69 Cà Mau, Cà Mau các anh chị ha. Rồi anh chủ cũng lên cho mình một cái nắp thùng cao luôn. Nhìn sơ hai xe này thì khá giống nhau các anh chị. Đợi tiền xíu nha, tiền tìm chìa khóa. Rồi xe này tiền quên lấy chìa khóa rồi các anh chị ơi. À được rồi nè, được rồi, có chìa khóa luôn. Ghế thì ghế da các anh chị, sàn thì sàn 5D, trần 5D, cũng có màn hình, có camera hành trình luôn rồi các anh chị ha. Đó, anh chủ có lên cho mình cảm biến áp suất lốp nữa nè.
Xe này thì mới về thì cũng chưa kịp quay video chi tiết xe gì hết. Tí nữa nếu mà có thời gian thì sẽ quay video chi tiết xe, chiếc xe đó cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi thì vừa rồi thì cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn hết những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi nha. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình, Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hoặc là các anh chị cần tư vấn thêm về cái thủ tục mua xe online, giao xe tận nhà của bên Tiền thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha, hỗ trợ các anh chị nhà mình tối đa luôn. Nên là các anh chị không có mất thời gian đi lại gì nhiều hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Thì cũng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video khá là dài của Tiền ngày hôm nay nha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký ha. Ấn vào biểu tượng chuông bên dưới đi để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về nè, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được ha. Và dự kiến là sắp về những chiếc xe phải nói là cực kỳ hot, như là về thêm Xpander nè, về thêm Isuzu D-Max nè, rồi về thêm Isuzu MU-X nữa các anh chị, rất là nhiều xe luôn, rồi về thêm Serona nữa. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang còn tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào đó thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn các anh chị ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.